Vâng, và xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một dòng xe địa hình mang thương hiệu rất tốt Twitter và một mức giá rất là phải chăng. Tầm 6 triệu các bác thể sở hữu một chiếc xe này. Một chiếc xe được trang bị nguyên bộ group của Shimano Delrey, gần như cùng chùm cuối của dòng địa hình rồi. Giờ em sẽ đi vào đánh giá chi tiết chiếc xe. Vâng, và chiếc xe tông màu đỏ đen Twitter Matiz. Vâng. 29 đây là vành 29 các bác nhé. Chiếc xe được trang bị bộ vành 29 khá là to. Cũng rất nhiều bác ưa chuộng những chiếc xe có bộ vành như này. Vành 29. Hình thức em đánh giá trên 80-85%. Sơn đỏ đen. Các bác thể lên Google search thêm về chiếc xe địa hình này, Twitter Matiz các bác nhé. Vâng. Tâm màu đỏ đen, dây âm sườn cao cấp. Đây là một trong những cái tem của xe. Và xe được trang bị khung nhôm. Đùi đĩa 3 tầng. Đùi đĩa trục rỗng các bác nhé. Trục rỗng. Và trong tầm giá 6 triệu thì đây là một chiếc xe cực kỳ tốt rồi. Trang bị nguyên bộ group của Delrey, một thương hiệu của Đức, Twitter, một thương hiệu rất là nổi tiếng rồi. Ghi đông cổ phốt nguyên bản của Twitter. Vâng, tay nắm. Thầy làm khá đặc biệt, được người dùng trước trang bị vào. Vâng. Và trên ghi đông có ghi một cái gì đấy đây. Có thể xem. Và xe được trang bị tay bấm xả của Shimano Delrey. Bên này bên lip. Vâng. Shimano Delrey các bác nhé. Bên này bên bên đĩa. Trang bị bộ phanh dầu thủy lực của Shimano. Giảm xóc nguyên bản theo xe. Đây là khóa xóc. Và đây là điều đặc biệt của xe là xe được trang bị bộ vành 29. Đây là thông số của lốp đây, 29 x 2.20. Gai lốp thì còn khá là mới đây. Chiếc xe thực sự rất phù hợp với các bác mà muốn mua một chiếc để leo núi và đổ đèo. Mayer bạc đạn. Vâng, và ghi đông rất là dài. 73 các bác nhá. Vâng. Cũng rất là hiếm khi nào em về một chiếc có ghi đông dài này. Ghi đông rất phù hợp các bác đổ đèo leo núi. Và chiều cao đứng size đứng của xe là 44. Vâng. Và khung xe có ghi size M đây. Phù hợp các bác từ 1m65 đến 1m75. Có thể đi vừa chiếc xe này. Có thể lên trên đến 1m8 có thể đi vừa chiếc xe này, vì đây là vành 29 các bác nhé.
Đây là hình thức lốp sau. Vâng, đây là lốp bánh 29. Lốp hãng Duro. Đây là một hãng lốp khá nổi tiếng đây. Vâng, và xe được trang bị củ đè của DOR, Shimano DOR. Đùi đĩa trục rỗng 3 tầng. Và 2, 4, 6, 8, 10 lít. Cho xe 30 tốc độ. Vâng, 30 tốc độ các bác nhé. Gạt đĩa của Shimano DOR. Vâng, và bây giờ em sẽ đi vào đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Vâng, và đây là hoạt động của xe. Lên líp. Trang bị nguyên bộ group của Shimano DOR. Chuyển động rất tốt các bạn chứ. Xuống đĩa. À, xuống líp. Vâng, chuyển động rất tốt. Củ đè DOR đây. Bộ đùi đĩa 3 tầng, đùi đĩa trục rỗng. Xuống đĩa. Lên đĩa. Vâng, chuyển động rất là tốt. Vâng, và đây là đùi đĩa Red Dropit các bạn nhé. Đây là một hãng làm phụ tùng xe cũng khá nổi tiếng. Rất nổi tiếng rồi. Có thể lên Google search thêm. Đùi đĩa trục rỗng. Trục rỗng. Và bộ phanh dầu của Shimano. Đây, bộ phanh dầu thủy lực. Vâng. Vâng, và em vừa review xong chiếc xe Twitter Matiz mang thương hiệu của Đức. Và chiếc xe đang được bán tại cửa hàng em với mức giá 6,2 triệu. Được trang bị nguyên bộ group của Shimano DOR. Được có bộ vành 29. Và chiếc xe phù hợp có bác từ 1m65 đến 1m8. Có thể đi vừa chiếc xe này. Và các bác quan tâm thì hãy nhắn tin Zalo 0975 709 943. Và vào YouTube tìm kiếm xe đạp. Nhấn theo dõi kênh và nhấn vào chiếc chuông để hiện những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp nhất tại cửa hàng em. Vâng, xin chào và cảm ơn các bác theo dõi video. Vâng, và bên em có mua bán thêm đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật cổ. Đấy, các bác thấy rõ rất nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật cổ đấy. Có bác nào quan tâm thì có thể liên hệ hoặc là lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ. Đây, Kiên Đồ Cũ, lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, nhấn đăng ký theo dõi kênh và để được các bạn bên đồng hồ tư vấn thêm.